Vâng, xin chào anh chị quý khách hàng nha. Hôm nay em giới thiệu cho anh chị một mẫu xe mới bên hệ thống ô tô xe máy Toàn Trung Gia Lai với địa chỉ là 176 Nguyễn Tất Thành nha anh chị. Hôm nay là thứ tư ngày 8 tháng 9. Con này là con M2 nhập Thái Lan bản Luxury nha anh chị. Con này là xe 2019 đăng ký 2020, một chủ Gia Lai siêu mới, chạy 2 vạn. Rất là mới. Có video trước em đi mua cái xe này của anh khách ở dưới An Khê. Xe rất là mới. Ở phần ngoại thất thì không một vết chày. Xe thì có sơn tút nha anh chị, xe cũ mà, nhưng mà đâm đụng thì không. Đối với bên em thì cam kết cho anh chị bằng văn bản, cứ đâm đụng là chạy xe, đâm đụng ngập nước là chạy xe. Xe này cảm biến trước, cảm biến sau. Về phần ngoại thất thì em nghĩ là nó sẽ không khác gì so với cái bản Deluxe nhiều đâu. Nó chỉ khác biệt là khác biệt về phần nội thất. Cái xe này là có cảm biến mở cửa nha anh chị. Cái này xe này thì em bán với giá tiền là 455 triệu, hỗ trợ 70% giá trị xe trả góp ở Gia Lai thôi nha anh chị. Còn các tỉnh kia thì dịch bệnh thì em không có hỗ trợ được. Còn riêng ở Gia Lai thì có thể hỗ trợ ngân hàng được. Xe đây cũng đang nằm trong ngân hàng nha. Hết dịch thì em mới lấy cả việc ra. Xe này còn bảo hiểm thân vỏ thì hết rồi, và còn bảo hiểm dân sự thôi, đăng kiểm còn nha anh chị. Thì cái khác biệt nhất của cái dòng M2 này giữa bản Deluxe và bản Luxury, thì bản Luxury giờ thì hơn 600 hơn 600 một xíu, thì nó là ghế này anh chị, ghế nhung. Nó là ghế nhung, nó có màn hình nội thất vô lăng bằng da này, còn bản Deluxe là nó bằng nhựa. Và anh chị nhìn vô là biết liền à, cái bản M2 đây mà bản Deluxe á, bản thiếu á, nhìn vô biết liền à, nó không có đẹp. Loại xe này thì xe nhập Thái nguyên chiếc nha anh chị. Này nhập Thái chứ không phải xe Việt Nam. Nó có nhiều dòng, xe Việt Nam thì nó rẻ hơn. Xe đi cái 2 vạn siêu mới, giá 455 là giá hợp lý rồi á. Anh chị cứ tham khảo trên mạng, họ đều bán cái giá nó gọi là 448, 49, 500, 51. Nhưng mà em xem ít cây số này, nhưng mà giá lại rất là đẹp nha anh chị. Giá có 455, giá mùa Covid này. Và xe bản Luxury là nó đủ hết, là cruise control, set ga tự động, lại số vô lăng. Và máy nó là tương tự như máy M3 nha anh chị, máy 1.5, hộp số 6 cấp, xà cầu trước, động cơ thế hệ mới của Mazda, chạy rất là tiết kiệm. Đó, có chế độ Sport nữa nha anh chị, xe này có chế độ Sport. Điều chỉnh nhạc âm thanh trên màn hình đây, điều chỉnh trên đây. Nói chung là con này thì giống như một con Mazda 3 thu nhỏ. Nó một cúp B, chạy rất là nhỏ gọn. Và được động cơ thừa hưởng của Mazda 3 thì chạy rất là sướng bóp xe nha anh chị. Bóp hơn cả Mazda 3, tại vì nó nhỏ hơn, nó gọn hơn và máy công suất tương đương. Anh chị nào có nhu cầu đổi bù trừ gì thì cứ liên hệ em nha. Xe thì em có ship tận nơi và tận nhà cho anh chị. Cửa kia là nguyên bản nè, Vinod, tất cả cửa nẻo là em kiểm tra kỹ hết rồi. Mấy xe cũ, xe lướt đây là nó trượt giá và rớt giá, nhất là nó bị lỗi á, thì dẫn đến sau này khách hàng sẽ mua xe cũ sợ nhất như vậy. Nên là em fix bằng cách là em lựa xe đẹp em mua thôi. Đó, ghế này còn rất là mới. Đây bằng nhung nha anh chị, da lộn á, gọi là da lộn á. Đó, bản Luxury rất là sang trọng nha anh chị. Nên là cố gắng có bản Luxury thì mình nên mua Luxury luôn. Cửa nẻo nè, rin hết. Ốc này là ốc rin luôn nha anh chị, chưa có dấu mở nha, bao cho anh chị luôn. Cái này ốc rin của hãng nó có chấm sơn hết á. Nhựa này còn rất là đẹp. Xe 4 cái lốp là theo xe hết nha. 4 lốp theo xe còn cao, rất là cao. Này đi trong nội đô, trong phố thì rất là phù hợp. Xe Gia Lai được cái nó gầm rất là đẹp nha anh chị. Gầm rất là đẹp, nó không bị xét rỉ như các nơi khác. Đó, nên nhiều lúc anh chị cứ sợ Gia Lai là đèo dốc núi, xe đi sẽ mốt, nhưng mà nó sẽ không. Tùy theo xe thôi nha anh chị. Để mở máy cho anh chị xem.
lớp sâu rất là rộng rãi. Đó, lớp sơ cuông mới tinh nha, chưa hè nha anh chị, rất là mới. Nói chung là xe đây dành cho gia đình nào mà ở thành phố mà muốn nhỏ gọn mà vừa được có cốp sau để hàng khi nào chở đồ, khi nào mà đi xe hoặc là mình có gì đó thì nó tiện hơn cái dòng Hatchback nha. Nội thất thì siêu đẹp rồi, giá 455 là rất là hợp lý rồi nha anh chị. 219 đăng ký 20 bản Luxury. Hồi trước là bản Deluxe mà em đã bán cái giá đó rồi. Cái này thì anh chị nên tham khảo trên mạng hoặc là các cửa hàng khác, họ bán cũng rất là cao nha. Chẳng qua là em mua mùa đây, thời điểm này em bán thấp hơn một chút, nhưng mà mình bán nhanh, thu hồi vốn lẻ để làm con xe khác. Máy móc như mới, lỗi thì không, một lỗi nhỏ rồi đó, bao cho anh chị từ ốc cho vô rồi còn nguyên hết, còn keo hết. Máy này, máy này động cơ mới của thế hệ mới của Mazda này, động đây thì động cơ nó như Mazda 3 hiện giờ thôi. Mazda 3 anh chị quan tâm đến M2 Luxury nhập Thái Lan này thì liên hệ em nha. Giá nhắc lại lần nữa là 455 triệu cho anh chị, cho một con xe 219 đăng ký 220, hỗ trợ trả góp và Gia Lai thôi. Còn các tỉnh xe thì em có thể ship xe cho anh chị, anh chị đặt cọc xong rồi em ship tới nơi, anh chị xem thì anh chị ok, anh chị full tiền. Còn mà sai sót thì bên em nhận lại xe và trả lại tiền cọc cho anh chị, bồi thường thiệt hại cho anh chị nha. Rất là rõ ràng, quan điểm em mua bán là rõ ràng, thuận lợi cho khách hàng, vui vẻ cả hai là ok rồi đó. Quan tâm em thì liên hệ giúp em. Thay đi vì em còn một con thôi, con ở phía sau thôi, con này thì nhận cọc đang chờ ngày giao thôi đó. Giá rất là hợp lý nha, giá còn có 365 giao biển số cho anh chị. Xe mới là 430, này cũng mới tinh, 221 chưa chạy, chưa đăng kiểm đó, còn chưa kích hoạt bảo hành luôn. Thì xe này chương trình của VinFast nên là không còn chiếc thứ hai nha, đỡ được mấy chục triệu rồi, đỡ được hơn 50 triệu rồi. 365 em giao biển số ký giá bán cho anh chị, còn muốn sang tên về tên chính chủ mình thì mất 15 triệu nữa là 308 anh chị nha, là hoàn thiện là 308, mà không có thì mình cứ để vậy mình chạy cũng được, để biển Hải Phòng mình chạy mình ký giá bán thôi. Còn đây Honda City, Honda City đây thì em bán cho anh chị là con này 218 CVT, con này em bán 425 nha, 218 CVT, mẫu mã thì cũng rất là đẹp, xe chạy hơi nhiều, 6 vạn đó, có điều hòa phía sau luôn. Xe này là một trong những dòng xe mà tiết kiệm và độ dày, độ chắc chắn cao nhất trong phân khúc nha. Trong phân khúc B thì nó là cao nhất rồi, em đánh giá cao nhất rồi, hộp số vô cấp luôn. Màu rất đẹp. Thì con này anh chị quan tâm thì cũng liên hệ nha, 425 thì có hỗ trợ trả góp cho anh chị luôn. Tiếp theo là con Defender 220 đăng ký 21, 6.000 cây như mới, số sàn. Xe này thì em bán là 485 nha, 6.000 cây, biển Quy Nhơn. Xe lên màn hình em đo đầy đủ hết rồi, em có cái video quay chi tiết con này ở trên tường em á, thì anh chị có xem thì vào lục lại video cũ xem thôi. Vào trang ô tô Toàn Trung Gia Lai, YouTube Toàn Trung Gia Lai lục lại là có. Đó, rất là đẹp. Em còn một con tự động 219 chạy 2 vạn màu nâu nữa nha, con đó em bán 520 chạy 2 vạn 4. Anh chị nào thích tự động thì cũng liên hệ em, tất cả xe là xe nhập hết nha anh chị. Tiếp theo là con Ford Tunnel. Tunnel này là 219, dòng 7 chỗ cỡ lớn, MPV 7 chỗ cỡ lớn, cỡ bự, bự nhất trong phân khúc. Giá có dưới 800 cho dòng xe gọi là gia đình đi du lịch, quá tuyệt vời luôn. Máy 2 chấm nha, động cơ 2 chấm, hộp số 6 cấp. Xe này có xài bầu hơi luôn, xe này cũng có video chi tiết, tất cả xe em quay đều có video chi tiết á, anh chị cứ vô xem giùm em lục lại
trong cái YouTube của em á, vô cái tường em kéo xuống là có nhấn cái phần mục video á để hướng dẫn cho anh chị nào không biết á. Thì đây em cũng quay cho anh chị, chứ nhiều lúc anh chị coi anh chị không biết. Thì anh chị lỡ coi video này muốn coi video chi tiết hơn á thì anh chị nhấn vô đây, nó có cái kênh của Toàn Trung á, nhấn cái kênh Toàn Trung và anh chị nhấp vô mục video á, anh chị kéo xuống là nó có xe và giá cả đủ chủng loại hết anh chị nha. Rồi con này là con 2017 em bán rồi, 2017 nhận cọc rồi, đang làm thủ tục rút hồ sơ cho khách rồi giao cho khách thôi, giao tại nhà cho khách, khách đặt cọc rồi. Và con này là con Innova 2010 nha, con này thì em nhận cọc rồi nhưng mà dịch bệnh ảnh ở xa quá, ở Nha Trang lận mà không biết cách nào ship được cả tháng 2 tháng 3 tháng nay rồi, nên thôi chắc em quay em bán lại tiếp. Thì nếu bán được thì em gửi cọc cho lại cho ảnh, còn ảnh nhu cầu có thể là liên hệ em trả lại cọc chứ còn lâu quá, 3 tháng rồi. Xe thì cam kết với anh chị đây này, tất cả xe bên em đều có giấy chứng nhận đàng hoàng, sai là trả xe. Thì con này Innova thì rất là nhiều xe dịch vụ taxi nên là ít khi em mua và giá nó cũng lung tung lắm, nhưng mà xe đây em khẳng định cho anh chị là không dịch vụ taxi một ngày, tại vì xe này một chủ của công ty VTC414, em mua thanh lý của công ty ra nên là không có chuyện kinh doanh dịch vụ ở đây nha anh chị. Đó, xe công ty họ mua từ mới chợ giám đốc đi thôi, em mua hai chiếc, một chiếc KHIC 16 chỗ em để công ty đi, còn chiếc này thì em bán. Đó, anh chị quan tâm Innova 2010 form mới này 2.0 bản G nha, chứ không phải bản E, bản G đẹp xuất sắc so với cùng đời thì liên hệ em Toàn nha. Hơn 300 một xíu, nó sẽ giá nó sẽ khác biệt. Vừa rồi em bán 2013 mà cũng có 320 mấy nhưng mà nó không đẹp bằng xe này đâu, nói thật xe này xe G. Còn đây Captiva Mark LT nha, 209, hôm bữa mấy bạn nhân viên đi mua đó, xe Captiva LT Mark 209. Cái dòng đây em chia sẻ với anh chị là nó được cái đẹp, chạy nó bốc nhưng mà nó hao xăng hơn Innova. Nhưng mà được cái bây giờ nó về cái giá gọi là giá tâm tiền, với lại em mua về được đúng cái giá mà hợp lý. Thị trường thì cũng bán 28, 29 nhưng mà xe này em bán cho anh chị 209 Captiva, em bán cho anh chị 235 nha anh chị. Xe thì em mới thay cao su chân máy hôm bữa, có nhiều anh chị hỏi xe này lắm nhưng mà về em phải kiểm tra và bảo dưỡng hết lại đã, nên là mới bán được, thì mới thay cao su chân máy với lại kiểm tra lại lặt vặt một số trang thiết bị nó có lỗi nên là em kiểm tra lại hết, nên giờ ngon lành hoàn thiện rồi thì giờ em mới bán nha. Chạy ngon lành ok thì em mới bán, còn mà nó trục chặt là em không có bán dù một cái lỗi nhỏ đó, bán cho khách hàng thì về để cho người ta họ đi luôn. Nên dù xe nhiều tiền hay ít tiền thì em cũng phương châm của em, mình làm cho nó đàng hoàng. Đó, xe thì dòng này dòng giống như 5+2 thôi chứ còn không 7 chỗ nha. 5+2 ghế sau thì nó cũng không được to lắm. Dòng MPV 5+2 thôi. Nó được cái giá nó hợp lý. Anh chị nào mà mua tầm tiền á thì nếu mà có điều kiện á mà muốn bền, muốn tiết kiệm á mà không quan tâm đến mẫu mã thì mua thằng Innova. Innova mà đời xe gia đình á, giống như con này 2010 này, hơn 300. Nhưng mà anh chị mà mua mà Innova mà anh chị mua tầm 200, hơn 200 á là dính đa phần là taxi hết. Taxi dịch vụ hết. Thì những cái xe đó nó máy nó xuống rồi, đồ đạc nó xuống rồi. Mà nó bán cũng 240, 250 nếu mà 2009 dòng dịch vụ á. Mà nó chạy rất là nát rồi, nó làm lại. Nó mới mẻ để nó bán á, thì theo em mình mua xe này nó còn hay hơn là cái xe đó, nó tùy theo nha anh chị. Tầm 300 thì mua Innova, nó đi nó bền, nó lợi xăng hơn, nó ít sửa chữa hơn. Còn mà tầm tiền mà 230, 224 thì mua cái này ok, nó không có xe dịch vụ lại, đi đầm hơn, êm ái hơn, mẫu mã đẹp hơn, ra dáng xe gia đình hơn. Đó là cái dòng Captiva này, mà nó hao xăng hơn một chút, là hơn 1-2 lít. Mà mình đi gia đình thì mình không tính toán, còn đi dịch vụ thì không nên mua xe này nha. Dịch vụ xe này thì không có lời đâu. Còn đi gia đình thì lâu lâu đi hoặc là ít đi thì cái này là vô địch rồi. Và mua này thì yên tâm, không dính dịch vụ taxi. Tại vì dịch vụ taxi nó chạy ngày đêm nên là nó nát lắm.
Dịch vụ mà dịch vụ Grab thì vẫn được nha, nếu mà gia đình họ mua thì vẫn được, nhưng mà taxi là thôi nha, thu luôn, bỏ luôn nha anh chị. Này form mới rồi, form mới giá 235. Cái này xương xiết là em về em kiểm tra rin hết nha anh chị, rin hết, toàn bộ là rin hết. Nhưng mà có một cái điều mà em lưu ý với anh chị là cái xe này họ thay nắp capo rồi. Tuy là thay ngày xưa á, thay ngày xưa, nhưng mà chắc chắn với anh chị là theo em đánh giá là cái này là thay nắp capo rồi. Cái này ít người biết lắm, tại vì họ thay cũng thay đồ hãng, với lại nó thay ngày xưa nó cũ đều, nhưng mà cái này thì em chắc chắn là nó là capo thay lại rồi. Đó, thì cũng chia sẻ với anh chị luôn nha. Còn mấy cái này rin hết, dàn đồ đây là rin hết, nhưng mà capo là có thay lại, chắc chắn là một điều như vậy. Dàn đồ, dàn bấm đây là rin hết, nhưng mà không hiểu sao capo là thay lại. Các bạn hôm bữa xem mà không phát hiện ra, đó cũng chia sẻ anh chị là xe này là có thay nắp capo, nhưng mà thay lâu rồi, thay chắc từ thời họ mới mua xe luôn á, nên là nó xuống đều luôn, nó khó phát hiện ra. Mà về thì em phát hiện ra, tại vì em xe này em không cam kết nha, không cam kết là đâm đụng hay là gì hết nha. Tại vì nó có thay có nghĩa là nó cũng sẽ có hiện tượng gọi là, tuy là nó không có đâm dàn đầu, nhưng mà có hiện tượng nó rớt đồ gì lên trên rồi bảo hiểm và đồ nó thay. Mình cũng không cam kết, xe này là không cam kết nha, nói trước cho anh chị biết như vậy. Nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng, tầm tiền đây thì nó cũng không ảnh hưởng lắm đâu anh chị. Vừa rồi em chia sẻ với anh chị là cũng có một số xe là nó không có đẹp lắm, thì em cũng nói rõ luôn là nó không đẹp như thế nào, thì có nói rõ trong video á, thì anh chị tham khảo nha. Xe cũ thì nó không có thể nào hoàn hảo hết như ý em và như ý anh chị được, thì em cố gắng mua cái xe đẹp nhất và tốt nhất thôi. Anh chị nào mà quan tâm thì chia sẻ giúp giùm em nha. Con Elantra em cũng bán rồi, thì anh chị có xe cũ á thì liên hệ em sẽ đi mua trực tiếp, hoặc là nhờ người thân người quen tới xem mua và định giá cho anh chị. Tất cả các loại xe mùa dịch đây em vẫn mua nha. Còn hai xe này là khách gửi bán, thì anh chị nào quan tâm thì liên hệ thôi. Xe này em không có chịu trách nhiệm gì hết nha, hai xe này. Đó, anh chị mua là anh chị tới anh chị xem, cũng không ship nha, hai xe này cũng không ship không gì hết á. Anh chị tới anh chị tự xem và anh chị tự mua thôi với chủ xe, em không dính dáng. Còn con đây là con Mazda 3 2019 Luxury, qua em trực tiếp em đi mua luôn. Nay gần em đi mua cho nó chắc. Còn ở xe nhờ anh em, có gì sai sót là anh em họ chịu trách nhiệm, họ lấy lại giùm mình. Nếu mà họ đi coi giùm mà họ ăn tiền mà coi mà không ra thì họ trách nhiệm hồi về cho mình. Còn anh em cửa hàng thì họ làm công ăn lương thôi, nên là cũng không có biết làm sao. Nên là trực tiếp em sẽ gần đây em sẽ đi hết. Từ nay đi mua xe là em sẽ đi hết. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Thì hẹn anh chị một ngày gần nhất tại hệ thống ô tô xe máy. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe. Em xin kết thúc video tại đây.